cuộc phiêu lưu đang chờ đợi Si Quan giới thiệu về tương lai số cùng cơ hội kinh doanh trực tuyến cho bạn quyền truy cập mạnh mẽ và tương lai kỹ thuật số đáng kinh ngạc Web3, Metaverse, Play to Earn, NFT, Crypto, Token giới thiệu Si quanh Token 2023 chuẩn bị cho tương lai của bạn bắt đầu từ bây giờ Chào mừng quý vị Tôi là Nimi Meta Hiện tại chúng ta đang ở trụ sở chính Ở Dubai của Rao Quanh Cùng đồng hành với tôi hôm nay Chính là người sáng lập Sonat Wiener Và chúng tôi đang thông báo về dự án Mã thông báo Rao Quanh mới Sonat, chào anh Cảm ơn anh vì đã ở đây với tôi hôm nay Cảm ơn cô anh có thể cho tôi biết thêm về những thông tin mới về dự án rau quanh MST không? Dự án mã thông báo này, chúng tôi đã chuẩn bị trong một thời gian rất dài, và chúng tôi rất tự hào về điều đó. Tôi muốn nói, chúng ta đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đầy tiềm năng, và mã thông báo C1 là một bước tiến lớn bất kịp xu hướng. Cách bạn nhận được mã thông báo hiện tại là thông qua các gói của chúng tôi, Starter Package, Element Package, chúng tôi có bao gồm nft và các nfts khác dầu trong các gói khác dầu, nhưng những nft đó cấp quyền truy cập vào c1 crowd one metaverse và trong thế giới mã thông báo cho đến đây chúng tôi đã bán hàng chục nghìn nft này Uh, đưa chúng tôi trở thành uh, một trong những doanh nghiệp có doanh số bán NFT thành công nhất trên Polygon. Chúng tôi uh, cũng đã phát triển một ứng dụng tiền điện tử mới có tên là Tora. Và Tora hoàn toàn hiện đại. Nó cung cấp cho những người dùng NFT đầu tiên của c có thể truy cập miễn phí, và đã cung cấp rất nhiều bản cập nhật nhiều thông tin và nó thật sự được cung cấp bởi ai ờ. trong khi vài năm trước bạn không thể làm điều này vì vậy chúng tôi đảm bảo tất cả các thành viên của chúng tôi đều có thông tin mới nhất và mạnh mẽ nhất họ cũng có thể nhận được tin tức cập nhật những gì đang xảy ra về hoạt động kinh doanh trong siêu dữ liệu của chúng tôi cũng như về các loại tiền điện tử khác trong thế giới tiền điện tử. Theo tôi thấy, đó là một dự án thú vị. Hãy cho tôi biết thêm về cách nó đã hình thành, Vì tại sao anh lại đặc biệt đam mê về dự án này như vậy. Trước hết, thế giới tài chính mới đang gõ cửa. Trong vòng một đến hai năm, hàng tỷ người sẽ bước vào thế giới đó. Cho nên, uh, Crowd quan của chúng tôi sẽ ra mắt mã thông báo vào nửa cuối năm 2023 hiện tại chúng tôi đã gần như hoàn thành nhưng chúng tôi muốn mang đến cho tất cả các thành viên được trải nghiệm quá trình giới thiệu thuận lợi bởi vì như tôi đã nói đó là một thế giới mới đối với nhiều người và chúng tôi tin rằng khi chúng tôi thực hiện lần ra mắt này chúng tôi sẽ nhanh chóng trở thành một trong những người chơi hàng đầu trên thế giới ờ, tất nhiên là trên chuỗi khối polygon và chúng tôi có thể sẽ nằm trong top 5 sau bitcoin và ethereum và điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với đám đông đó là có hàng triệu người dùng trong một mạng lưới lớn khắp thế giới hiện tại chúng tôi đã có hàng triệu người dùng và các thành viên trên toàn thế giới sẵn sàng chấp nhận điều này ở chấp nhận đầu tư và chấp nhận mã thông báo đây chính là sự khác biệt lớn chưa từng có công ty nào thực hiện một đợt ra mắt lớn như vậy trước đây. Ờ, chúng tôi xây dựng giá trị thực trong bản thông báo này, mang lại giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điển hình, chúng ta sẽ nói thêm về Metaverse và Planet IX sau, hai trong số các sản phẩm sẽ ra mắt. Làm sao một người như tôi có thể tham gia vào dự án bán mã thông báo? Anh có thể nói về điều đó không? Vậy làm sao tôi có thể nhận được thỏa thuận tốt nhất? Trong crowd chúng tôi thích là những người tiên phong. Vì vậy, tất nhiên chúng tôi đã tạo ra cơ hội tốt nhất cho tất cả các thành viên của mình. Ở crowd có một giấm mã thông báo đặc biệt dành cho những người dùng đầu tiên mua gói NFT ngay bây giờ. NFT cung cấp quyền truy cập vào giấm mã thông báo Genesis. Những mã thông báo Crowdwall tốt nhất, nơi những người chủ sở hữu NFT nhận được cấp đôi số lượng mã thông báo. Và chủ sở hữu NFT cũng sẽ có cơ hội tuyệt vời để nhận thêm mã thông báo với mức chiết khấu lớn khi mã thông báo C1 được ra mắt. Hiện tại, Rowan bán các gói với chiết khấu cao nhất lên đến 70%. Vì vậy, tôi có thể đảm bảo việc bạn xây dựng mạng lưới khó khăn ra sao, không phải vấn đề quan trọng. Một khi mạng lưới bạn xây dựng liên kết khắp thế giới, bạn sẽ thấy hối tiếc vì mình đã không làm điều đó sớm hơn. Cho nên đối với người tiên phong, đây hoàn toàn là cơ hội hiếm có trong đời để trở thành người tiếp cận sớm nhất. Tôi đoán từ khóa ở đây là giá trị, cho nên vui lòng cho tôi biết giá trị của mã thông báo dao quanh là gì được không? Mã thông báo xoay quanh có giá trị dao quanh tốt sẽ bao gồm giá trị của tất cả các công ty và gói Crowd One, nghĩa là bao gồm Crowd One, thế giới Web3 của Metaverse, Planet Ice, Mister. Chúng tôi có một siêu phẩm mới tên là Spinner, hứa hẹn sẽ thay đổi thế giới trò chơi trực tuyến Play to Earn. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có một số sản phẩm được ra mắt trong năm 2023, sẽ có tác động lớn và tạo ra giá trị lớn cho tất cả các thành viên. Crowd cho đến nay là mạng mạnh nhất với khả năng tích hợp vào Web3 hoàn toàn dễ dàng nhất. Điều này sẽ giúp việc áp dụng rộng rãi mã thông báo C1 trở nên rất dễ dàng và quá trình giới thiệu là một trong những điều quan trọng nhất trong một đến ba năm tới trên thế giới có hàng tỷ người nhưng hiện tại hầu hết mọi người đều chưa biết tới nó nhưng biết đâu được chỉ hai năm nữa đạt tới con số đó sẽ có thể xảy ra vì vậy việc giới thiệu giới thiệu và giới thiệu chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc công việc này và việc áp dụng hàng loạt mạng và mã thông báo tiện ích dẫn đến giá trị lớn của mã thông báo Rawan tăng lên. Tôi nghĩ lần đầu tiên một công ty như chúng tôi sẽ thực sự rất thành công với việc ra mắt mã thông báo C1 này. Tôi rất mong chờ nó. Thật khó tin. Vậy cuối cùng, Sonas, anh có thể nói cho tôi biết rằng anh đã hoàn thành trao quanh. Tôi kinh rồ, nó là cái gì không? Nhóm giá trị mã thông báo rau là nhóm mã thông báo mạnh nhất từng được tạo ra ờ, điều quan trọng cần nhớ là hầu hết mọi người cho đến đây vẫn chưa kiếm được gì khi họ trực tuyến những gì họ có thể có được chỉ là giải trí nhưng lần đầu tiên chúng tôi có thể mang đến cho hàng triệu thậm chí hàng tỷ người cơ hội kiếm tiền thực sự từ thời gian họ trực tuyến và trở thành một phần của sự thay đổi mô hình đang diễn ra và crowd one sẽ tài trợ trước nhóm giá trị mã thông báo crowd one với hàng triệu mã thông báo planet is chẳng hạn ờ, chúng tôi sẽ cung cấp doanh thu từ btc bitcoin từ metaverse từ Mr. sản phẩm mới của chúng tôi. Như tôi đã đề cập, Spinner và một số sản phẩm sẽ thay đổi ngành công nghiệp này mãi mãi. Và chúng tôi sẽ chia sẻ doanh thu vào giống người nắm giữ NFT trong nhóm khổng lồ toàn cầu này. Tất cả chúng, nếu bạn có một gói Element Package trong Crowd One, bạn sẽ là một phần của nhóm toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi không chỉ thay đổi quy trình giới thiệu, mà còn mang đến cho tất cả các thành viên cơ hội, cơ hội kinh doanh chưa từng có. Chúng tôi đang triển khai điều đó khá nhanh, chậm nhất trong năm nay. Cơ hội kinh doanh trong Rau Quanh đã ồ ạt, được nâng cấp lên một cấp độ hoàn toàn mới. Vậy nên điều này thật sự rất vui. Và đây là một thời điểm thú vị để tham gia trở thành một thành phần của rau quanh. Vì vậy, Jonas, tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ những hiểu biết sâu rộng của anh cho mọi người ở đây hôm nay. Cảm ơn cô. Cảm ơn.